Tập 3. Cậu hai, cậu nhốt anh ở đây không phải mọi việc sẽ đều tốt đẹp sao? Anh nói gì vậy? Không phải em đang chăm sóc anh hả? Cậu muốn cái gì? Anh đều biết hết. Từ nhỏ anh đã xuất sắc hơn em, lúc nào cũng chăm sóc em, bảo vệ em, việc gì cũng sắp xếp ổn thỏa thay em, không để em chịu chút ấm ức nào. Lớn lên rồi cũng vậy, lúc nào cũng nhắc nhở em, giúp đỡ em. Em thấy cả đời này của em đều phải sống dưới ánh hào quang của anh, sắp thành cái bóng của anh rồi. Anh là gì tốt cho cậu? Tốt cho em? Nếu anh thực sự nghĩ như vậy thì em thực sự rất cảm kích. Nhưng mà em không thích cách sống như vậy. Khi anh vẫn chưa mắc bệnh, em vẫn chưa hạ quyết tâm. Nhưng giờ nhìn thấy anh như vậy thì em thấy có thể thử thay đổi cách sống khác. Có mũi đứa con gái mà cũng không giữ được, một lũ phế vật. Là do thầy của cô chủ đem theo một đám người đến, chúng tôi không chặn được. Có mỗi một tên thầy giáo thôi mà, mấy người đều là đống giấy dụng hết. Tôi tiêu cả một đống tiền nuôi các người, rồi nuôi được toàn lũ vô dụng đúng không? Tôi dứt tiền vào chuồng lợn còn tốt hơn nuôi mấy người. Là Liêu học binh. Xảy ra vấn đề gì thì đừng giải thích với tôi. Có bản lĩnh thì đi giải quyết đi. Phế vật. Liêu học binh lại gặp mặt rồi. Đây không phải là anh Phúc Nguyên sao? Không đi lượn ở ngoài đi, ở đây làm gì? Khám bệnh à? Liêu học binh, anh phải rõ tình hình hiện nay. Việc của nhà họ Bối không cần anh quản. Dùng người, dùng tiền, dùng thế lực, dùng quyền lực đều không phải là đối thủ của chúng tôi. Tôi nói sao anh dám quay lại? Quá ra là có người nhận nuôi à? Chim khôn chọn cây mà đậu. Người không hiểu rõ tình thế là anh. Cái loại anh mà cũng chim khôn, tôi thấy có mà là loại gà đất. Diệp Tiểu Bạch, lời nói ra phải nghĩ đến hậu quả. A Thu, anh Phúc Nguyên nói làm tao sợ quá. Dựa vào mấy người các anh, Diệp Tiểu Bạch tôi muốn ở lại, muốn đi, muốn nói gì, các người ngăn được chắc. Vậy thì thử xem. Ba ơi, ba ơi, ba sao rồi? Có nghiêm trọng không? Đang đừng sợ, ba không sao. Hiểu Đăng, sao cháu tới đây? Không phải bảo cháu để ở nhà sao? Muộn vậy rồi một đứa con gái không an toàn đâu. Sếp Bối nói đúng, đương nhiên không an toàn. Thầy Liêu à, vậy thì phải cảm ơn thầy rồi.
Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Mọi người đã tới rồi, nếu không có việc gì, tôi về trước. Bệnh của đại ca vẫn còn nhiều việc phải sắp xếp lắm. Để nó đi đi. Ba, chú hai, chú ấy. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Con người mà đều sẽ làm sai, đi nhầm đường. Đây là thầy Lưu sao? Tôi thường nghe Đăng Đăng nhắc tới, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này. Ông bối, vì sự an toàn của ông và bối Hiểu Đăng, có một vài việc nên làm sớm thì tốt hơn. Việc ngày hôm nay xảy ra quá đột ngột, bị thằng hai làm cho không kịp trở tay. Thầy yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Thầy Lưu, tôi có một thỉnh cầu, hy vọng thầy đồng ý. Ông nói đi. Xem ra chúng ta đã xem nhẹ cái tên Lưu học binh này rồi. Cầm đầu băng đảng đua xe, chuyển nghề thành thầy giáo. Việc như vậy mà tôi có thể gặp được. Bố gia, hay là em tìm người xử lý hắn. Làm gì? Làm gì hả? Cậu không biết bây giờ có bao nhiêu người đang nhắm vào chúng ta sao? Suy nghĩ một chút có được không? Cậu mà làm gì hắn, tôi thể nào cũng bị điều tra. Tôi, đồ ngu. Là một trường cấp 3 dân lập xếp hạng thấp ở thành phố Trung Hải, chúng ta nhất định phải không ngừng nỗ lực, nhất định phải gặt hái được thành tích tốt nhất, quyết không được trở thành trò cười của người khác. Năm nay, trong kỳ tuyển sinh và thành tích học tập, chúng ta phải xếp thứ 3 thành phố Trung Hải. Ai không làm được thì chủ động xin từ chức đi. Hiệu trưởng, tôi cảm thấy thành tích học tập không nói lên được tất cả. Hơn nữa, cũng không phải một sớm một chiều có thể nâng cao được. Cô Tô, tôi thấy hiệu trưởng nói rất chính xác. Tôi quyết tâm bảo vệ ý kiến của hiệu trưởng. Trường học mà, đương nhiên phải nói về thành tích của học sinh chứ. Phải không? Chúng ta nhất định phải nâng cao tính tích cực học tập của học sinh. Chủ nhiệm Khương nói hay lắm. Hiệu trưởng, tôi còn có một đề xuất. Kế hoạch mỗi tuần một ngôi sao của chúng ta phải tiếp tục triển khai. Những học sinh yếu kém phá hoại môi trường học tập, ảnh hưởng đến việc học tập của các học sinh khác, cần phải được lên án và xử phạt. Môi trường học tập của chúng ta phải nghiêm túc. Chủ nhiệm Khưu, lời tâng bốc này của anh đúng là không phân biệt xuân hạ thu đông mà. Hiệu trưởng, thầy đồng ý làm cái mỗi tuần một ngôi sao. Mỗi tuần các thầy chọn ra một học sinh có thành tích tệ nhất để làm bài học cho các học sinh khác. Nhưng liệu thầy có nghĩ cho em học sinh đó không? Hả? Thời điểm đặc biệt phải dùng phương pháp đặc biệt. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, tiếp tục chọn ra mỗi tuần một ngôi sao. Lại mỗi tuần ngôi sao? Ai có thù với ông đây vậy? Đừng có làm loạn nữa. Cậu làm loạn nữa thì lại được treo tên ở triển lãm đó. Các cậu nói xem tại sao lại làm cái này rồi? Say rượu rồi sao? Bà biết gì không? Mấy tên giám sát của hội học sinh cực kỳ biến thái. Bà đây hôm nay không được kẻ mắt. Đúng vậy, đến cái nơ cũng không được đeo. Lớp mình lại bị ảnh hưởng nhất rồi. An Thuần Thuần, bắt đầu từ ngày mai cậu cứ kẻ mắt sắc lẹm cho tôi. Chúng ta không việc gì phải sợ, không việc gì phải làm theo lời họ. Lam Lạc, ngày mai cậu đeo 10 cái nơ cho tôi. Chúng ta cứ làm đó.
thì sao? Đúng vậy, không sợ. Để xem họ làm gì chúng ta. Đúng vậy, không sợ. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Các cậu nghe tôi nói, hãy nghe lời tôi. Được rồi, ngày mai cứ quyết định như vậy mà làm. Im lặng đi. Họ còn nói tóc tôi có màu không được nữa chứ. Đây. Im lặng đi. Còn cậu đó, cứ làm đi. Đúng vậy, cứ làm như vậy, cứ như trước đây. Còn cậu, lần sau dán hai cái kích mí to vô. Mở mắt to ra. Mở mí mắt thật to ra. Nhìn thầy giáo. Không muốn bị treo tên thì học hành hẳn hoi cho ông. Không muốn bị treo tên thì học hành hẳn hoi cho ông. Không muốn bị treo tên thì học hành hẳn hoi cho ông. Lúc im lặng nhìn cũng giống học sinh đó chứ. Được đó. Không muốn bị treo tên thì học hành hẳn hoi cho ông. Không muốn bị treo tên thì học hành hẳn hoi cho ông. Là tương lai của Tổ quốc, là học sinh của trường Quốc Kim Hương. Các em phải luôn nghiêm khắc với chính mình, không được lười biếng, không được nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm sẽ tự mình giám sát. Lớp nào không chăm chỉ, lớp đó sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Tất cả các em nghe khẩu lệnh của thầy. Chuẩn bị. Bắt đầu. Tất cả mọi người tập hợp. Trung Bạch, qua đây. Chuẩn bị. Chạy. Sắp xếp lại đội hình. Chạy theo đoàn. Quy tắc cũ, 2 và 1. Cái gì mà 2 và 1? Đây là tiếng lóng của lớp em, thầy không hiểu. Chậm chạp chưa kìa. Chính là cái lớp này. Cái lớp này chậm. Cái lớp này chậm. Đây là lớp nào? Lớp 2. Cái quái gì đây? Đội hình của lớp em như vậy là tốt lắm rồi. Đồ khốn kiếp. Tên khốn nạn. Bao lên. Mau lên. Mau lên, mau lên đi. Mau lên. Mau lên đi nè. Mau lên, mau lên. Chạy mau lên đi. Sao chậm quá vậy? Mau lên đi, chạy mau lên, mau lên. Mau lên đi. Tôi nói với các cô cậu, sau khi tập thể dục buổi sáng xong, chạy 10 vòng cho tôi. Anh nói xem mấy đứa này lớp anh, bình thường tự do và vô kỷ luật quen rồi. Vô tổ chức, không có quy tắc. Cứ nghĩ rằng có thầy Liêu Học Binh theo sát các cậu, thì các cậu có thể không tuân thủ các quy định của trường à. Các cậu thật không biết trời đất là gì. Đây là trường học. Ở trường học thì phải nghe tôi. Tôi bảo các cô cậu chạy thì phải chạy. Hiệu trưởng, nói vậy cũng không phải lắm. Thầy nói xem, học sinh của tôi đã phạm phải lỗi gì? Lỗi gì? Hiệu trưởng cần phải giải thích với cậu không? Bảo các cô cậu chạy thì phải chạy.
Nếu như học sinh có lỗi gì, chúng ta có thể dạy bảo chúng. Nhưng tôi không cho phép các thầy hành hạ thể xác của chúng nó. Với mấy đứa học sinh của thầy, nhà trường phải có những biện pháp bắt buộc. Này, hay tôi nói thầy, thầy Mạc, thầy không cần phải nói gì nữa. Những em học sinh này lên lớp không chăm chú nghe giảng, thi không thi hẳn hoi, ngay cả việc chạy buổi sáng nhẹ nhàng như vậy. Mấy đứa thế này xứng đáng với phụ huynh không? Xứng đáng với tương lai không? Đúng vậy, có xứng đáng không? Vô học, bất tài, một lũ vô dụng. Tôi nói với các em, dựa vào biểu hiện hôm nay của các em, đã vi phạm nghiêm trọng nội quy và kỷ luật của trường. Tôi phải xử phạt thật nghiêm khắc, để cho các em biết hiệu quả của việc đối đầu với trường học, đối đầu với chúng tôi. Đồ ngu! Cậu nói cái gì? Cậu tên là gì? Tôi phải trừng phạt cậu. Hiệu trưởng, đây là lớp trưởng lớp chúng em. Ngay cả lớp trưởng lớp chúng em thầy cũng không biết. Thầy làm hiệu trưởng kiểu gì vậy? Này, đừng có mặt cười nữa. Im miệng cho tôi. Tôi nói với các người, lát nữa để các người nếm thử hậu quả của việc vi phạm nội quy của trường. Hậu quả gì? Không liên quan đến thầy. Tôi nói với thầy, tránh ra, tôi đang nói chuyện với hiệu trưởng. Anh chen vào giữa, anh còn giỏi hơn cả hiệu trưởng à. Tôi cái gì mà tôi? Hiệu trưởng, chuyện gì đây? Mấy đứa học sinh này chạy tập thể dục cũng không tích cực. Tôi cho chúng nó chạy thêm vài vòng. Đứng lên cho tôi. Thầy Liêu, hiệu trưởng, thầy vừa tới có thể không nắm rõ tình hình. Những học sinh này của chúng tôi khó khăn lắm mới trở về được đúng hướng để ôn thi. Bây giờ thầy kìm hãm sự nhiệt tình của chúng nó, đối với trường học liệu có thấy ổn không? Học sinh bắt buộc phải nghe theo chỉ thị của hiệu trưởng. Hợp lý thì chúng nó sẽ nghe theo. Nhưng mà mấy đứa học sinh này của chúng ta vốn dĩ nền tảng đã kém rồi, năng lực cũng kém nữa. Mỗi ngày vì thi cử mà học tới đêm, áp lực học hành rất lớn, gánh nặng lớn như vậy. Học tập nghỉ ngơi ngày đêm không có quy luật. Vào thời khắc quan trọng này mà thầy còn muốn cho chúng nó chạy. Hiệu trưởng, nếu mà thầy thích nhìn người khác chạy như vậy thì thầy cho chủ nhiệm Khưu chạy đi. Chủ nhiệm Khưu rảnh rỗi mà. Thầy tưởng tôi không dám à? Đừng cười nữa, quay về lên lớp. Liêu học binh, tới đây. Phòng bảo vệ ở bên kia. Cảm ơn nha. Giải tán. Thầy Liêu, nghe nói thầy với hiệu trưởng tranh cãi với nhau, giỏi đó. Nè, lo chuyện bao đồng quá rồi, nhất thời không kìm lại được. Chắc là muốn cảnh cáo ra mặt mà, lui ra tấm gương điển hình cho học sinh xem. Vậy cũng không được kéo học sinh tôi vào chứ. Nói kiểu gì vậy, dù gì cũng là hiệu trưởng mà. Tôi không quan tâm ông ta là ai, bắt nạt người của tôi là không được. Thầy Liêu ngầu nhất, khách khí rồi. Tới rồi, đi vào đi. Hai cậu đi ra chỗ kia, đi. Thank you.
Được lắm. Tốt lắm. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Điều hiển nhiên. Tôi biết ngay là đám các cô cậu mấy đứa nhảy ranh này làm mà. Không sao mà, mấy người đó có biết chúng em làm đâu. Tôi nói cho các cô cậu hay, không để chút tâm tư nào vào học hành mà lại đi trêu đùa người khác. Thầy nói vậy là không được rồi. Làm mấy người đó ức hiếp người quá đáng. Thầy hiểu không? Không hiểu. Tôi chỉ biết việc này làm thì cũng ổn đó. Nhưng mà các em đều là học sinh, phải tập trung vào học tập. Tôi nói đúng không thầy Liêu? Yên tâm đi, chúng em sẽ học hành chăm chỉ. Vẫn là câu nói đó, chúng ta không gây ra chuyện gì cũng không phải sợ chuyện gì. Có việc gì đâu thầy? Không phải vẫn có thầy gánh chúng em sao? Thầy Liêu ha, gánh nổi không? Gánh cho tốt vào. Được rồi, được rồi. Đừng nhìn nữa, xem bảo vệ làm cái gì. Luyện tập đi. Mày có phải cố ý không? Trường của các người là trường toàn bọn lưu manh. Có thể ta đánh chết mày không? Trường chúng nó còn có thầy giáo ngu ngốc. Nhưng tôi mà đi rồi, tôi sẽ nhớ cậu lắm. Đừng làm chuyện khiến mình hối hận. Ký xong tên các người sẽ là người của tôi. Mỗi người hai dạng. Tới bên đó rồi lấy học bổng nửa năm nữa. Tiền lương cao gấp đôi bên này. Cắt giảm một nửa tiền lương, quỷ bỏ học bổng. Như vậy thì đang ép chúng tôi đi sao? Phải tiếp tục chiến đấu tới cùng. Mọi điều được thuận lợi, thầy Liêu, bố Hiểu Đăng lại bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Chỉ cần cháu gật đầu, ngôi trường này lập tức. Chào thầy. Thầy mau đến phòng học của trường đi. Ngăn bọn họ bán trường đi. Lại tới nữa sao?